Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng từ 24-27 độ vĩ Bắc, bị nén và đẩy dịch dần xuống phía Nam bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc, lại kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên trong đêm qua và sáng nay, những cơn mưa đã xuất hiện ở Bắc Bộ, một số nơi có lượng mưa rất to, như tại Bắc Quang, Hà Giang là 196mm, Ngân Sơn, Bắc Cạn là 55mm, Định Hóa, Thái Nguyên là 67mm, thành phố Cao Bằng là 59mm, Thất Khê, Lạng Sơn là 89mm. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm mai, ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm trong vòng 12 giờ, có nơi trên 80mm trong vòng 12 giờ. Đáng lưu ý là khối không khí lạnh cuối mùa di chuyển xuống trên nền không khí nóng ẩm những ngày vừa qua. Sự tranh chấp giữa hai khối không khí nóng và lạnh trong thời điểm này sẽ gây ra những hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sắp có mưa nên nền nhiệt trong ngày hôm nay cũng giảm hẳn, trời chuyển sang trạng thái mát mẻ, khi nhiệt độ thời điểm giữa trưa cũng chỉ dao động trong khoảng từ 26-29 độ. Sang tới ngày mai ngày 7 tháng 5, khi rãnh mây dông không còn hoạt động mạnh nữa, miền Bắc mưa giảm, ngày chuyển nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên trong khoảng từ 31-33 độ. Tuy nhiên đến ngày 8, một đợt không khí lạnh yếu nữa lại được tăng cường. Vì vậy mà mưa dông diện rộng sẽ lại tiếp tục xuất hiện trở lại. Ở Trung Bộ, trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của dải mây dông phía Bắc cũng đã gây ra mưa ở các khu vực phía Bắc của miền Trung. Những cơn mưa dông ở khu vực này không mạnh mẽ như khu vực Bắc Bộ, nhưng một vài nơi ở Thanh Hóa và Nghệ An cũng xảy ra mưa dông mạnh. Nền nhiệt trên toàn khu vực đều có xu hướng giảm. Sang tới ngày mai, không khí lạnh suy yếu, mưa giảm nhanh, trời có nắng trở lại. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong ngưỡng từ 28-31 độ tại các tỉnh phía Bắc Trung Bộ. Còn ở các tỉnh từ Quảng Bình tới Bình Thuận, không chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, nên trời vẫn có nắng nhiều. Nhiệt độ ở mức cao, dao động trong ngưỡng từ 32-34 độ. Mưa dông cũng là thời tiết cần cảnh báo ở phía nam của đất nước, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo cũng từ chiều nay và ngày mai, do tác động của nhiễu động gió đông từ biển di chuyển vào, khu vực Nam Bộ và phía nam Tây Nguyên sẽ có mưa gia tăng. Thời điểm mưa thường tập trung vào chiều tối đến đêm. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ kèm theo tố lốc và gió giật mạnh, nên quý vị cũng cần lưu ý đề phòng. Ban ngày trời vẫn có nắng, tuy nhiên do có mưa nên nền nhiệt vì thế cũng giảm nhẹ xuống, dao động trong ngưỡng từ 32-35 độ tại Nam Bộ và từ 31-33 độ tại khu vực Tây Nguyên. Tiếp theo như thường lệ, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, mùng 6 tháng 5 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi có mưa rất to, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam từ 30-33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, có mây ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, có mây ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông, có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.